Chào thầy cô, mình chào các bạn. Con tên là Nguyễn Phúc Minh. Năm nay con học lớp 4 trường Kỹ thuật Hoàng Diệu. Hôm nay con xin thuyết trình về dự án bảo vệ đảo. Con xin dạy chương trình. Con xin giới thiệu phần tốt. Nhân vật đảo một, khi bấm vào lá cờ thì có điểm x trừ 125 y 30 cơ 34. Nhân vật đảo hai, khi bấm vào lá cờ đi có điểm x âm 49 y âm 66. Khi bấm vào nhân vật sẽ căng hay nhận Scott đi có điểm x âm 208 y 3 điên cục hướng về phía đối tượng con rõ trường. Khi nhận Scott chuyển sang trang phục level 1 liên cục đi có xe tăng hướng về phía đối tượng con rõ trường, di chuyển 100 bước. Khi nhận Scott ẩn liên cục ẩn, nếu chuột được nhấn thì đợi 0.1 giây ẩn, đợi 0.1 giây. Nếu level 2 chuyển sang trang phục level 2. Nhân vật cầm ngắm, khi nhận Scott liên tục đi với con rõ chuột. Nhân vật cầm cầu, nhân vật cầu địch, khi nhận Scott ẩn chuyển sang trang phục costume 1, đặt level thành 1, đặt điểm thành 0 liên tục, đặt hướng thành lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 2. Nếu hướng bằng 1 thì đi có điểm in lấy ngẫu nhiên từ 0 tới 240 y 180 hướng về phía đối tượng đảo 1. Nếu không thì đi có điểm x 240 y lấy ngẫu nhiên từ 180 đến 180 hướng về phía đối tượng đảo 2. Còn vẫn sao cô vẫn hơn tôi. Đợi 1 giây, khi nhận score đợi đến khi điểm bằng 25 phát tên level 2. Khi coi là một bản sao hiện lặp lại cho đến khi đang chạm đảo một hoặc đang chạm đảo hai, di chuyển một bước. Nếu chuột đường nhấn và đang chạm con rõ chuột thì thay đổi điểm thành một lần một. Bắt đầu âm thanh tiếng cầu nổ, lặp lại 29 trang phục kế tiếp, xóa bản sao này, thay đổi mạng thành một lượng trừ một, xóa bản sao này. Khi nhận level 2, ẩn, chuyển sang trang phục costume 1, tiên cục, đặt hướng thành, lấy ngẫu nhiên từ 1 với 2. Nếu hướng bằng 1 thì đi có điểm x lấy ngẫu nhiên từ 0 tới 240, y 180, hướng về phía đối tượng đảo 1. Nếu không thì đi có điểm x 240, lấy ngẫu nhiên, y lấy ngẫu nhiên từ âm 180 đến 180. Hướng về phía đối tượng đảo 2, cầu bản sao của bản thân coi, đợi 4 giây. Khi coi bắt đầu là một bản sao, đợi đến khi level bằng 2, đặt mạng thành 2, thì lặp lại cho đến khi đảo, đang chạm đảo 1 hoặc đang chạm đảo 2, di chuyển một bước. Nếu chuột đừng nhấn hoặc và đang chạm con rõ chuột thì thay đổi mạng thành một lượng trừ 1, thay đổi điểm thành một lượng 1. Nếu mạng bằng 1 thì chuyển sang trang phục costume 2, bắt đầu âm thanh tiếng cầu nổ. Nếu mạng bằng 0 thì lặp lại 29 trang phục kế tiếp, xóa bản sao này. Nếu đang chạm đảo 1 hoặc đang chạm đảo 2 thì thay đổi mạng thành một lượng 1 trừ 1. Khi bấm vào lá cờ đặt mạng thành 3, chuyển sang trang phục 3 liên tục đi. Nếu mạng thành bằng 3 thì chuyển sang trang phục 3,
Nếu mẹ bằng 2 thì chuyển sang trang phục 2, nếu mẹ bằng 1 thì chuyển sang trang phục 1, nếu mẹ bằng 0 thì chuyển sang trang phục costume 1, hết tên thua. Khi bóng và nhân vật win. Khi bóng lá cờ ẩn đặt level thành 1, đợi đến khi điểm bằng 50 hiện dừng lại tất cả. Khi bóng và nhân vật game over. Khi bóng và lá cờ khi đi có điểm x không y không ẩn khi nhận thua hiện dừng lại tất cả. Khi bóng và nhân vật ready. Khi bóng và lá cờ đi có điểm x không y không hiện chuyển sang trang phục ready. Khi bấm vào nhân vật này bắt đầu âm thanh đếm ngược hiện lặp lại 6 trang phục kế tiếp, đợi 1 giây phát tên Scott ẩn. Con xin kết thúc phần thuyết trình của con. Thầy và các bạn có ý kiến hay góp ý cho con? Rồi, trước khi các bạn góp ý thì Phúc Minh có thể chạy lại cái phần một lần nữa được không? Và phần thua nữa cho các bạn biết. Tìm bạn sẽ số âm. Kiểm tra lại cái sự kiện phát tin tour nào. Khi nhận thu hiện Thua nhưng mà chỗ nào thì phát tin tour. chỗ trang phục ready, trang phục bạn Phát tin đấy ở mạng một không thì lý do thì trường hợp này này con mới xử lý ở chỗ có tàu tàu nào tàu lớn thì có mạng đúng không. Này phần thắng thì thầy con thấy chạy tốt rồi nhưng phần thua như con chưa để ý, thế này con phải chạy nhiều lần hơn nhé, nhiều lần hơn trước rồi chứ viên là chỗ này còn hơi vướng mắt đúng không. Thì mời con đưa ra ý kiến nhận xét cho bạn bài của bạn là Phúc Minh với một cái game bạn đầu tư khá nhiều cái ý tưởng trong cái dự án bảo vệ đảo này. tại là bà bạn cũng sai, nhưng mà bạn có nên để ý về phần nó bút mạng thì Mất mạng đúng không? Ừ. Rồi. Con nào? Đây. Rồi. Thế thì Mạnh Trường nào? Mạnh Trường có nhận xét gì ý tưởng về cái bài của bạn của mình không? như vậy bạn phải xem tăng chất quá. Thế thằng thích quá. Thầy thì đánh giá cũng chưa nên đánh giá cao bạn Cung Minh nhá. Bạn có cái sự thiết kế cái đồ họa của bạn rất là sắc nét. Có một sự sáng tạo là lấy được một chiếc xe tăng đúng không? Bán tàu và các chi tiết trên trên sân khấu này nhưng rất là sắc nét, kể cả cái tâm ngắm này, bản vẽ rất là cẩn thận. Ok. Cái sự sáng tạo ở đây là bạn đã có thêm được cái trái tim đấy, với ý tưởng là chắc là từ một bạn khác ở trong nhóm lớp mình, và bạn lịch sử mạng có tàu đình lớn. Nên ở đây có tàu đình lớn sẽ xuất hiện, nếu con cứ bắn đi nào tàu đình lớn nó xuất hiện. Ở đây giải quyết được vấn đề là khi tàu cái tàu nhỏ thì chạm đảo thì thua rồi, nhưng mà sau khi điểm đến level 2 thì tổng lớn xuất hiện đúng không, tức là sang level 2 đấy. Ở đây sang level 2 thì chúng ta mới xuất hiện được nhìn thấy cái mạng mà bạn thiết kế, chính là cái trái tim nó bị trừ dần ý đấy, chỗ này bị trừ dần đấy. Và chỉ khi mà bắn đúng vào đây
cái mạng nó phải ở nằm ở dưới cơ. Thì chỗ này thì bạn thông minh phần để ý hơn cái phần lập trình chỗ này, thì cái phần ý tưởng của con nó rất tốt rồi. Nó có phần biến mạng và lập trình khi mà tàu chạm vào đảo nó bị trừ đúng không? Phần này thì con xem sẽ test cho cẩn thận hơn đấy, và khởi tạo biến mạng ở cái tàu tàu địch nhỏ nhá. Còn cái tàu địch lớn ấy, tàu địch hai ấy, thì con cũng nên đặt ở kéo xuống dưới, kéo dưới cái nếu thì này thì không, con cũng đặt nên đặt ra ngoài không cần thiết đấy, và thay đổi mạng một trừ một ở ngay phía dưới luôn chứ không cần phải nếu thì đây nữa, bỏ cái nếu thì chạm đảo ra, vì ý tưởng của nó là cái câu lệnh lặp lại cho đến khi nếu như trường hợp là chạm đảo con đã có trên rồi, con đã có trên, con kéo lên trên ấy, thì thoát khỏi cái vòng lặp này thì nó sẽ thay đổi mạng nội trừ một vì đã chạm đảo, nên điều cần hiểu rõ hơn. Và có một cái phần ở trên nữa, khi con đã có cài đặt là biến level 2 rồi, khi nhận sự kiện level 2 rồi ở trên thì không cần phải là đợi tới khi mà level 2 thì nó mới hoạt động, bởi vì con đây là sự kiện level 2 con đã đặt ở bên bên trái đấy rồi nhá. Con này thì hơi thừa do là con cũng đã có ý tưởng nó lắp ghép nhiều nơi nên nó có thể có lẽ là chưa quên chưa nhất ra đúng không? Được. Ở đây thì về Phúc Minh về cố gắng là hoàn thiện thêm dự án, ý tưởng của con rất là tốt đấy nhá, và chạy thêm thắng thua cho nó chắc chắn hơn thì dự án sẽ rất hoàn thiện. Chúc mừng con với một cái sản phẩm tương đối tốt. Vâng. Cảm ơn thầy.